mất nhà sau một đêm vì xây nhà trên đất nông nghiệp. Hẳn thời gian gần đây với những cái việc mà chúng ta nhà xây sai phép, xây sai quy định và đặc biệt nghiêm trọng hơn, đấy là xây nhà trên đất nông nghiệp. Vậy thì cái đất nông nghiệp là gì, mục đích là để làm gì? Thường chúng ta sẽ đọc ở trong cái cuốn quyền sử dụng đất là số hồng, số đỏ hay là số xanh gì đấy, thì có từ là đất trồng cây lâu năm hoặc đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng lúa, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ và đất thủy sản. Như vậy những cái đất đấy được liệt kê chúng ta hiểu đó là đất nông nghiệp. Và nhiều căn nhà đã được xây có thể là từ trước hoặc sau khi là những người bạn hoặc mình nghĩ rằng là cái việc cứ có sổ là gọi là được xây. Nhưng cái đấy hoàn toàn nó không hề chính xác với cái điều đó. Bởi vì luật đất đai quy định mục đích sử dụng đất anh chị nhé. Cái mục đích sử dụng đất thì chúng ta phải hiểu ở trong cái cuốn có cái mặt bằng. Mặt là ở ngay cái mục đích đấy, là mục đích đất ở nông thôn hay đất ở đô thị, đất ở lâu dài hay đất thương mại dịch vụ. Những cái đất mà có thể được xây nhà thì là đất ở nông thôn thì chúng ta sẽ được xây nhà. Nếu như dưới 7 tầng thì chúng ta không cần phải xin phép. Còn đất ở đô thị thì có tùy vào những cái khu vực mà quy định cái độ cao của đất, gọi là đất ở đô thị đấy, thì chúng ta sẽ được phép xây nhà, xây nhà nghỉ, kinh doanh và xây dựng những cái công trình để phục vụ cho cái việc là ở, sinh hoạt, kinh doanh. Đó là quy định trên cái luật đất đai. Như vậy nếu như chúng ta mà không nằm trong hai cái trường hợp mà đất được là Đình vừa chia sẻ đó, thì chúng ta cần phải làm những cái thủ tục nếu chúng ta muốn xây nhà tạm hoặc trên công trình. Như vậy nếu chúng ta muốn không bị tháo dỡ trong một đêm hoặc không bị mất nhà, thì chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là với cái việc làm luật đất đai được xây nhà từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 thì cái theo khoản 2 điều 9 của luật đất đai 2024 quy định nhóm đất nông nghiệp gồm loại đất sau. Cái đất thứ nhất đấy là đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp, đất rừng đặc chủng, đất rừng phòng hộ và đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất chăn nuôi tập trung, đất làm muối, đất nông nghiệp khác và rất nhiều loại đất khác, thì chúng ta được gọi đó là đất nông nghiệp. Nếu như mình đang nằm trong cái loại đất đó thì chúng ta cần phải hiểu rằng tại điểm B khoản 1 điều 121 của luật đất đai năm 2024, nếu người dân muốn chuyển đổi mục đích nông nghiệp sang đất ở thì cần phải các liên quan đến quyền cho phép chuyển đổi mục đích. Ngoài ra cái việc bổ sung hồ sơ thì đấy, Đình hôm nay Đình sẽ không chia sẻ cái việc chuyển đổi mục đích, mà Đình chia sẻ với cái việc là nếu chúng ta muốn để không bị phá nhà thì chúng ta cần phải hiểu là cái đất của mình nằm trong cái loại đất nào. Hoặc trường hợp khi chúng ta đến để chúng ta mua rồi, chúng ta thấy một cái căn nhà, nghĩ rằng cái căn nhà đấy thì nó đã được xây từ trước và sau này nó không ảnh hưởng gì cả, thì anh chị chỉ cần tra vào cái Google sẽ kiểm tra một cái là những căn nhà được tháo dỡ hoặc bị tháo dỡ như là ở Phú Quốc rất là nhiều này, đặc biệt là ở khu vực của Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy những cái việc trường hợp nào thì bị tháo dỡ và trường hợp nào tại sao nhà lại thử tháo dỡ, thì đó là một cái mà khi chúng ta mua có thể một cái lý do nào đấy, một là chúng ta nghĩ rằng cái việc đấy là nó rẻ thì mình sẽ mua, khi tháo dỡ nó sẽ được đền bù. Cái việc đấy là nếu như chúng ta xây trên cái đất ở nông thôn hoặc đất ở đô thị thì nó hoàn toàn được đền bù, nhưng nếu xây trên đất nông nghiệp thì hoàn toàn không được đền bù, mà mình hẳn còn bị phải nộp phạt trong cái việc là cái việc tháo dỡ đấy, nếu mình không phải là người chủ động phải trực tiếp tháo dỡ thì còn phải bị mất cho nhà nước nếu như cái nhà đấy bị gọi là cưỡng chế. Như vậy nếu muốn nhận biết chính xác hơn thì chúng ta phải bấm vào là những căn nhà bị cưỡng chế ở Bình Chánh như thế nào, hoặc những căn nhà bị cưỡng chế ở tại tỉnh thành, nhiều tỉnh thành khác nhau, ngay cả những cái căn biệt thự có hàng chục, hàng trăm tỷ nó cũng sẽ bị giáo tháo dỡ nếu như mình gọi là xây sai phép trên cái mục đích sử dụng đất. Đó là một trong những cái mà khi thương nhiều người, mà bản thân Đình cũng trước đấy khi mình chưa làm đất, chưa nắm rõ, mình cũng không nghĩ cái việc đấy là nó nghiêm trọng. Nhưng cái quy định đất nó đã rõ ràng trong cái việc quyền sử dụng đất rồi, và do chúng ta thường thì nghiên cứu và đọc và hiểu
hoặc là nghĩ rằng cái việc là nhà hàng xóm làm được thì nhà mình cũng làm được, và nhà kia làm được thì mình cũng làm được. Tất cả những cái sự mà chúng ta làm thường là theo cái cảm tính, hoặc nghĩ rằng cái việc cả cái khu vực đấy làm thì mình cũng làm. Nhưng mà hẳn có nhiều cái khu vực như ở Bình Chánh là cả 300-400 căn nhà đều bị tháo dỡ anh chị nhá. Mà được thường là đó có nhiều khu vực được gọi là căn nhà sẽ được xây sau một đêm ấy. Tức là cái đất đấy sẽ làm và sau đấy một đêm sau là xây dựng tháo dỡ và làm, thì đó là một cái mà gọi là xây nhà một đêm. Nhưng những cái trường hợp những năm gần đây thì cái việc đó hầu như là không diễn ra, hoặc diễn ra đâu đấy chỉ rất là ít. Thì những cái căn nhà đã tồn tại thì thường anh em mua thì nghĩ rằng là cái việc đó nó sẽ không bị ảnh hưởng gì. Nhưng mà hôm nay mình sẽ chia sẻ rằng là hoàn toàn nó sẽ bị tháo dỡ nếu như chúng ta phạm vào những cái luật mà sai về quy định của mục đích sử dụng đất. Còn nếu như đất nông nghiệp mà được xây nhà thì mình có chia sẻ ở cái video trước, anh chị quay lại cái video trước để mình kiểm tra cái đất mình nó nằm trong trường hợp nào. Hoặc nếu đất nông nghiệp có thể phù hợp với cái việc chúng ta làm, được quy định là đủ diện tích được chuyển đổi mục đích, thì cái đấy là cái may mắn cho anh em mình. Nhưng nếu không trong trường hợp đấy thì mình phải tránh, trước khi mình mua mình phải tìm hiểu lại thật kỳ trong cái trường hợp đó. Thì bây giờ quay lại câu chuyện đấy là theo khoản 3 điều 11 nghị định 91 của năm 2019 NT Chính phủ quy định về việc trồng cây hàng năm sang đất phi nông nghiệp cả phục nông thôn hình thức và chịu phạt như sau. Nếu như chúng ta mà xây trên những cái đất nông nghiệp mà định vừa liệt kê trên thì chúng ta phải chú ý, một là phạt nhẹ nhất ý, là từ 3 triệu đến 5 triệu đồng trên diện tích mà chuyển đổi mục đích trại dưới 0,2 hectare. Tức là cái việc phạt này nó còn dựa đến cái việc là mình xây sai phép ở cái mức độ nào, cái diện tích đất mình xây rộng hay là nó ảnh hưởng về cái việc là cái đất đó như thế nào. Thì mức thứ hai đó là 5 đến 8 triệu đồng cho 0,2 hectare đến là 0,5, 0,05. Tức là 0,05 là tương đương với là cái việc là 500 mét vuông, không 200 mét vuông đến 500 mét vuông. Nhưng mà nó một có một cái điều ấy, đó là chúng ta phải chú ý rằng không phải 50 mét vuông, chúng ta phải chú ý một trong những cái điều rằng đó là khi chúng ta xây thì thường là đừng quy định theo cái việc là mình xây đó là xây nó ở cái mức độ là ảnh hưởng theo cái việc là mục đích sử dụng đất hiện tại. Ví dụ cái đất đó đang là đất rừng đi, mà mình làm mình phải hết cái rừng đấy rồi mình xây lên đấy thì cái đấy rất là nghiêm trọng. Nhưng nếu trường hợp mà cái đất đó nó cũng liên với cái việc đất mà có thể quy hoạch là đất ở, nhưng mà mục đích đến sử dụng đất vẫn là đang đất trồng cây hàng năm hoặc đất trồng cây lâu năm, nó không quá tác động đến cái môi trường, thì có thể cũng là sẽ xem xét tùy thuộc phạt vào cái việc mà chúng ta phạm vào cái việc là thay đổi hiện trạng đất, hoặc là cái diện tích mình xây dựng nó ở cái mức độ nào. Thì ngay cả cái việc mà tài sản có nhiều khu vực đấy là chuyển đổi sạp đến là 50 triệu đến 100 triệu, trường hợp mà phạt từ 100 triệu đến 200 triệu nếu diện tích đất chuyển đổi mục đích trái phép trên 0,3 hectare trở lên. Đó, trên 0,3 hectare trở lên như vậy, nếu chúng ta mà sai trên ví dụ như là trên 1 hectare là 10.000, mà nếu như là chúng ta mà chuyển đổi mà sai đến 0,3 hectare thì chúng ta sẽ bị phạt rất là nhiều. Nhưng mà cái trường hợp để chúng ta bị tháo dỡ thông thường, đó là cái trường hợp mà bị nhiều nhất. Mà trường hợp ở gần đấy đó là những cái biệt thự, biệt phủ mà xây sai trên những cái khu vực của cái đất nông nghiệp mà chưa chuyển đổi mục đích. Nhưng có lẽ cái đấy thì nó không quá ảnh hưởng đến những người đã xây dựng, đa số anh em của những người mà lao động khổ, vì đó là họ có điều kiện, rồi đôi lúc họ xây thì nó không quá tác động đến kinh tế của một gia đình. Nhưng trường hợp mà anh em sầu đông như đình chỉ để ý rằng cái việc ở Bình Chánh ấy có hàng chục căn nhà như vậy xây từ trước đến nay, may mắn có một số căn nhà đương nhiên sẽ được chuyển đổi nếu như xây từ trước 2014 mà phù hợp với quy hoạch nha anh chị, phải phù hợp với quy hoạch, cái đường đấy phải hiện hiệu từ trước đến nay, thì đó trường hợp đấy thì có thể không bị tháo dỡ bởi vì đã có một cái giấy của nhà xà phương phạt từ trước mà khi chúng ta chưa được chuyển đổi mục đích, nhưng nó phù hợp với quy hoạch, nó đã ở từ mười mấy 20 năm trước, thì cái trường hợp đấy có thể ít tùy hơn nếu như không nằm trong khu quy hoạch, không nằm trong dự án, không nằm trong cái việc diện thu hồi thì không bị tháo dỡ. Mà nếu nằm trong cái diện thu hồi thì thường những cái đất mà xây trên đất nông nghiệp đó, anh chị phải hiểu chúng ta rằng tháo dỡ mà chúng ta còn không được đền bù đấy nha anh chị,
thậm chí là bị cưỡng chế, mà mình còn bị phạt cái tiền là nhà nước phải bỏ công ra cưỡng chế. Thì đó là một cái nếu như chúng ta thương, mình nghĩ rằng là đa số đông nghĩ rằng là đã có nhà rồi thì nó không sao. Đó là một cái trường hợp mà bị đông nhất, vì định đôi lúc mình đi trên những cái con đường mình thấy cái căn nhà đấy mà một vài ngày sau mình thắc mắc, ồ tại sao cái căn nhà đấy bị máy nó phá kinh khủng như vậy, nó tại sao nó bị ảnh hưởng mà cái nhà căn nhà mà lại bị đập bây giờ như vậy. Đó chính là vì do xây sai trên cái đất, mục đích sử dụng đất là thường cái gọi là căn nhà tốn hay nhà một đếm, và sau này thì bị tháo dỡ thì mình sẽ là người bị thiệt, mình sẽ là người bị thiệt hoàn toàn trong cái việc đó. Thì đó là một cái mà nếu mình không cẩn trọng được cái việc mà mình làm, mình mua, mình tìm hiểu thì thường mình mất tiền rất là nhiều, mình mất tiền rất là nhiều trong cái việc mà mình đầu tư hoặc mình mua, để ảnh hưởng đến cái việc sau này là mình vừa mất tiền, vừa bị là phạt, mà thậm chí là mất cả nhà. Thì đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Nên nếu anh chị nào đang có ý đồ mà mình tìm những cái căn nhà đất nông nghiệp hoặc mình có ý đồ mua, thì nên tránh đi những cái trường hợp mà nó không đáng xảy ra, để mình trở về những cái công bao nhiêu công sức mình gom góp tìm những cái đất mà tìm được cái căn nhà nhưng mà cuối cùng không được ở, thì đó là cái điều không nên. Cảm ơn tất cả các anh chị. Nếu anh chị thấy những cái chia sẻ này hay thì hãy đăng ký bên trái hoặc bên phải của màn hình để chúng ta có những cái chia sẻ hoặc cơ hội tìm hiểu tiếp những cái bất động sản tuyệt vời hơn.